Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay là chiều thứ năm, trời Arizona mưa rất là nhiều. Arizona chưa bao giờ mưa nhiều mà trời lạnh như năm nay. Dự báo thời tiết có nói là lịch sử chưa bao giờ có. Trời lạnh khủng khiếp. Bên đây vẫn còn là mùa đông nha anh chị em các bạn. Mùa xuân vẫn chưa có về. Mùa xuân chỉ về ở trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình thôi. Khi mùa xuân ở quê hương mình về thì rất là vui. Hiện nay thì vẫn còn cái không khí của mùa xuân ở quê nhà. Còn ở trên cái xứ Mỹ này vẫn còn mùa đông. Trời lạnh dã man luôn. Mở máy sưởi hết cả nhà lên mà chịu còn chưa nổi. Tại cái xứ này, cái tiểu bang này đa số là nó là vùng sa mạc. Trong cái thung lũng á, trong cái thung lũng nó là sa mạc. Mà năm nay nó lạnh, nó mưa nhiều nữa. Chứng tỏ là khí hậu càng lúc nó thay đổi. Cái biến đổi khí hậu nó thay đổi càng lúc càng nhiều. Một lần nữa xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Hôm nay lại mình xin chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề khủng hoảng ở Nam Mỹ. Cuộc khủng hoảng ở Venezuela là một cái quốc gia nhỏ ở bên Nam Mỹ. Anh chị các bạn biết cái quốc gia này họ sống nhờ vào dầu hỏa là chính. Cái thời của ông tổng thống Chavez Hugo, ông này ông rất là ý y. Ông nghĩ là ông có mỏ dầu thì ông sẽ ngon. Cho nên ông chọc mấy thằng này thằng kia đây. Khi mà cái cuộc khủng hoảng dầu hỏa nó không còn nữa, những cái lúc mà dầu hỏa nó còn khan hiếm á, ổng ý y nhiều quá, cho nên cái sai lầm của ông này để lại cái hậu quả cho cái đất nước Venezuela ngày hôm nay. Anh chị em các bạn thấy một cái đất nước sống mà nhờ dầu hỏa, khi nó khủng hoảng ấy, thì người dân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Họ không có những cái mọi thứ, những cái ngành thực phẩm, y tế hay tất cả mọi thứ đều phải nhập khẩu. Họ không có sản xuất được nông nghiệp nữa. Nó dẫn đến vấn đề khốn khổ của người dân. Khi mà cái cuộc sống nó khốn khổ như vậy, nền kinh tế nó khó khăn ở Venezuela, nó bị khủng hoảng như vậy, thì nó lôi kéo theo vấn đề chính trị. Anh chị em các bạn nhìn thấy những cái quốc gia hiện nay bất ổn chính trị, thường thường kinh tế nó đi trước, kinh tế nó dẫn đến những sự bất ổn trong một cái xã hội, nó làm cho cái xã hội bạo loạn và cái cuộc sống nó khó khăn rất là nhiều về vấn đề mưu sinh của những người dân. Từ chỗ đó thì nó bắt đầu nó đẩy đến vấn đề chính trị. Thường thì thằng Mỹ nó hay thọt cái mỏ nhọn nó vào. Ta gọi là cái thằng Mỹ nó hay đi thọt kệ bánh xe. Đây, những cái quốc gia nào mà thù địch của nó đó thì như năm thằng Ben New Line lúc trước hay chọc ngoái thằng Mỹ lắm. Ông Hugo, ông cha Hugo, ông hay đi chọc ngoái thằng Mỹ. Thì giờ thằng Mỹ nó thọt mỏ vô, nó quậy. Nói chung nó quậy, nó làm cho ồn ào vậy thôi. Nó biết rằng quyền lợi của thằng Nga với lại Trung Quốc ở đó rất là nhiều, chứ nó cũng chẳng làm gì. Nó cũng chẳng muốn đụng vô hay là đưa quân đội đến đó để lật đổ cái chính phủ Nam Mỹ làm gì. Nó sẽ sử dụng những cái chiêu bài gọi là về vấn đề mà nó lợi dụng vào vấn đề những người dân mà khi cuộc sống của họ khốn khổ, nó kích động, nó làm loạn. Nó chỉ làm vậy thôi. Chứ Mỹ bây giờ nó không có muốn gây thù gì với ai cả. Ngay cả anh chị các bạn thấy, ngay cả Bắc Hàn, nó đâu có dám đụng tới Bắc Hàn đâu. Tại vì nó biết đụng tới Bắc Hàn, Bắc Hàn có nắm cái con bài chốt rồi, nắm cán rồi, thành ra nó đâu dám đụng được. Ngay cả Iran cũng vậy. Iran cũng chọc máy nhưng mà người ta khôn hơn. Còn trong khi đó cái anh Venezuela này, Venezuela này ảnh chẳng có cái gì, ảnh chỉ có cái dầu mỏ mà ảnh lại ngoại giao cũng dở nữa. Đây. Mà ảnh đi chọc máy thằng Mỹ. Cho nên bây giờ cái tình hình mà dầu hỏa nó không còn thịnh vượng nữa. Thằng Mỹ nó ổn định được dầu hỏa của nó rồi.
ngày xưa nó khan hiếm dầu hỏa, nó phải đi qua Trung Đông để đặng mà nó bảo vệ cái quyền lợi của nó bên Trung Đông về vấn đề dầu hỏa. Bây giờ nó đã tự sản xuất rồi, nó sản xuất đủ rồi, không những nó sản xuất dư thừa mà nó còn xuất khẩu được. Thành ra bây giờ nó không còn sợ nữa, cho nên nó bỏ Trung Đông, nó quay về châu Á. Anh chị em các bạn thấy nó quay về châu Á là quyền lợi của nó ở trên Biển Đông đó, một năm hơn 5.000 tỷ đô la, 5.000 tỷ đô la hơn. Cho nên nó quay trục trở về Biển Đông để đặng mà nó kiềm chế Trung Quốc. Trong khi đó Việt Nam mình là một cái đất nước mà có cái lịch sử rất là oai hùng và có thể ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc hiện nay ở Biển Đông để đặng mà không có lấn áp được cái quyền lợi của thằng Mỹ. Các bạn biết thằng Trung Quốc nó cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn. Nó biết nếu mà nó chặn đứng được ở Biển Đông đó, là nó quýnh gãi xương sống thằng Mỹ. Các bạn nghĩ đi, nó quýnh gãi xương sống thằng Mỹ. Cho nên anh Mỹ này anh cũng cáo già, anh phải đi, anh phải quay trục. Trong khi đó Nam Mỹ như Venezuela thì cũng chẳng có gì lợi cho thằng Mỹ cả. Thằng Mỹ mà giờ nó quay qua nó chọc ngoái thằng, nó quay qua mà nó đưa quân, đưa binh đồ, nó gây chiến ở Nam Mỹ thì nó chỉ làm cho cái Bắc Mỹ là nước Mỹ á, nước Mỹ và Canada gặp khốn khó nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn. Tại vì những cái làn sóng những người dân mà họ tị nạn chiến tranh, nếu mà ở Nam Mỹ mà nó bất ổn á, người ta sẽ lùa về Bắc Mỹ, nó sẽ gây lên cái sự xáo trộn ở Mỹ nhiều hơn. Cho nên Mỹ anh cũng khôn lắm, anh ở ngoài anh hù hù vậy thôi à. Thì các bạn thấy mấy thằng chống cộng cực ngu ở bên Mỹ, nó thấy vậy cái nó nhảy vô, nó nhảy vô nó ăn theo, nó lợi dụng mấy cái chuyện đó để là nó kích động người dân. Thường thì các bạn thấy nó kích động những người dân trong nước là những người nghèo, những dân mà tạp nhạp, nó kích động những thành phần kém hiểu biết ở trong nước Việt Nam mình để đặng nó lấy cái nghèo khổ, cái nghèo đói để đặng mà nó dụ dỗ những người dân Việt Nam trong nước đi xuống đường bạo động, bạo loạn, phá hoại. Các bạn thấy những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này, tụi nó chỉ có những cái chiêu bài vậy thôi, nó đi dụ những người mà những cái tầng lớp mà nghèo, mà những thành phần mà thiếu hiểu biết về vấn đề chính trị đó, nó kích động những thành phần đó. Thì cũng như ở những cái quốc gia hiện nay, các bạn thấy thằng Mỹ cũng vậy, nó đi nhiều khi mấy cái quốc gia nào mà có sự bất ổn về kinh tế đó thì nó hay chọt vào. Nó dùng cái thời kỳ của thế kỷ thứ 21 nè, thằng Mỹ nó sử dụng kinh tế nó đánh lần lần, nó làm từ cái người, cuộc sống người ta thiếu ăn đồ, cái nó gây ra cái khi con người ta họ thiếu ăn rồi, bắt đầu họ loạn, bắt đầu họ đi phá hoại, họ gây đến sự bất ổn. Anh chị em các bạn thấy giống như Pháp rồi, những cái cuộc bạo loạn bây giờ nó vẫn còn, vì do người đời sống người ta khốn khổ quá. Nhưng mà tại vì thằng Pháp nó cũng là đồng minh của thằng Mỹ, cho nên thằng Mỹ và mấy tụi phương Tây nó làm thinh, nó không có xí cái mỏ chó nó vô, nó chọt chẹt. Còn ở bên Venezuela thì nó sẽ xí cái mỏ chó nó vô, nó chọt chẹt để đặng mà nó phá hoại mấy thằng tư bản. Cái chủ trương của nó rất là giả tâm, nhiều khi nó bỏ ra nó cho ăn gì đó, khi nào mà cái quyền lợi của nó mà nó đi đến đâu là nó cái quyền lợi của nó là trước hết. Cho nên Venezuela có nhiều thành phần chống cộng cực đoan, nó đem cái chuyện Venezuela ra để đặng mà nó so sánh về vấn đề bất ổn của Việt Nam thì nó hoàn toàn trái ngược với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam mình hiện nay rất là giỏi. Mình đối nội và đối ngoại rất là hay, mình ngoại giao cả trên 200 quốc gia chứ không phải là ít. Hiện nay mình ngoại giao rất là giỏi, cực kỳ giỏi. Cái đó là cái hay, cái niềm tin chiến lược ở chỗ đó. Việt Nam mình tạo được cái uy tín ở cộng đồng thế giới. Cho nên thôi, không thể nào mà tuyên truyền như cái đám chống cộng cực đoan nó kêu là xuống đường biểu tình thế này thế nọ,
gây loạn. Cái chuyện đó bây giờ ở Việt Nam cũng hơi bị, tôi nói hơi bị hiếm. Hiếm. Bây giờ mà một cái nhóm tổ chức nào mà ra mà đầu ngoài đường mà đứng bày đặt mà văn cờ mà biểu ngữ mà kiểu mà chống phá nhà nước lạng hoạn là dân, người dân thôi đó. Nó ra đè đổ đập, đập tía má nhịn ra. Tại vì người ta bây giờ ăn nên làm ra, ai cũng muốn có cuộc sống ổn định. Người ta đâu có cần bạo loạn mà thay đổi một cái thể chế hay chính trị đâu. Một đất nước hiện nay rất là tốt. Ngay cả cộng đồng thế giới người ta còn ngưỡng mộ cái sự ổn định của Việt Nam hiện nay. Cho nên về đủ là các bạn nhìn thấy một cái quốc gia, một cái người lãnh đạo, người ta đi sai một cái đường lối, gây đến sự bất ổn trong vấn đề mà kinh tế, rồi nó dẫn đến chính trị. Và hậu quả thì cái ông tổng thống mới này, ông phải đứng lên bây giờ, ông phải xây lại từ đầu. Các bạn thấy, xây lại từ một sự đổ nát. Giờ ông phải khuyến khích người dân phải làm nông nghiệp. Hồi nào giờ cứ chăm chú vào giàu quả. Trong khi đó mà làm ăn mà giàu quả mà bị lệ thuộc với thằng Mỹ lại càng nguy hiểm nữa. Làm theo nó mà không nghe lời nó đó, thì nó sẽ nó có ngày nó sẽ giết mình. Nó sẽ gọi là hở ra là nó cấm giận, hở ra là nó cấm giận. Cái chơi điểu giả của thằng Mỹ nó không có công bằng cái đó. Anh không thích thì anh cũng phải trả lại tài sản của người ta. Mà hở đụng cái là anh không thích là bắt đầu anh dùng cái chính sách điểu giả của anh là anh bao vây kinh tế. Mà anh bao vây kinh tế, người ta dù có sai lầm hay chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ anh xin lỗi thằng Mỹ. Các bạn thấy như ở Việt Nam của mình, như cái cuộc chiến mà Trung Quốc nó xâm lược Việt Nam mình, rất là sai lầm, rõ ràng là như vậy. Mà trong khi đó thằng Mỹ nó vẫn làm ngơ. Các bạn thấy không? Nó bắt tay Henry Kissinger, bắt tay với lại Đặng Tiểu Bình. Nixon cắt tay qua đó bắt tay với Đặng Tiểu Bình. Các bạn thấy, nó bắt được cái con cá bự đó. Thành ra nó đâu có thèm một tỷ mấy dân đó, cái đặng nó qua nó kiếm ăn. Thành ra nó đâu có thèm mà nó nói gì thằng Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, cái đó là hoàn toàn sai. Một cái cuộc chiến rất là sai lầm. Rồi xong khi đó nó lại chơi cái trò mất dạy của nó là nó cấm vận Việt Nam mình. Nó cho rằng Việt Nam mình đi xâm lăng. Mãi đến sau này thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Onen Kofi mới công nhận là Việt Nam mình thi hành nghĩa vụ quốc tế. Rồi cuối cùng mình phải chịu đắng nuốt cay. Các bạn thấy, cả mười mấy năm trời mình phải gọi là buộc bụng thắt lưng để đặng mà sống. Đi mà sống để đặng mà vượt lên. Bởi vì chơi với thằng Mỹ, nó là con dao hai lưỡi. Thằng Mỹ nó là con dao hai lưỡi. Chơi với nó phải cẩn thận. Chứ ngồi đó mà cứ bợ nó giống như mấy thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ, toàn là một cái lũ ô hợp thôi. Có thằng nào ra hồn vía vậy đâu. Lại có một cái tên gì Nguyễn Quang A tào lao đi gửi thư gì đó lên yêu cầu ông Trump gì đó. Tào lao mấy tay đó hơi bị khùng, bị ngáo chính trị. Mấy tay đó già đầu mà nó bị ngáo chính trị. Làm trò hề cho anh ta cười. Thôi lại mình chia sẻ anh chị em các bạn về vấn đề về nu là và cái chuyện đó đây của một cái xã hội ngày hôm nay. Thì xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp anh chị các bạn sau. Bye bye.